dân chơi. Dân chơi là phải lên ngay shop 7sao.com để mua nick ủng hộ mình nhá. Shop hiện tại đang bán nick giảm giá 40%, bán Ngọc X5.0, bán Vàng X4.0. Ngoài ra shop còn có rất nhiều dịch vụ vòng quay Giang Doom cho tất cả anh em cùng tham khảo. Nạp thẻ thì 100k anh em nhận được ngay, đó là 110k, 1 triệu anh em nhận ngay 1 triệu 100k. Rất là nhiều dịch vụ hấp dẫn cho anh em tham khảo trên shop 7sao.com nhá. Ngoài ra các bạn nào mà cần bán nick thì cứ lên ngay cái shop thumua.com. shop thumua.com là một trang web nhập nick hoàn toàn tự động, uy tín, rút ra tất cả các loại ví ATM, ví điện tử. Nên là anh em cần bán nick thì cứ lên ngay shop thumua.com. Hello anh em, thì đầu video thì mình sẽ chốt cho mọi người cái event của clip ngày hôm qua nhá. Và đây thì bây giờ mình sẽ nói cách thức tham gia event cũng rất là đơn giản nhá anh em nhá. Bước 1, anh em chỉ cần like đăng ký bật thông báo này. Bước 2, comment tên nhân vật, share vào ý tưởng video là xong nhá. Bây giờ thì mình sẽ tìm những cái anh em comment mới nhất ấy, sau đó thì mình sẽ thả team note cho tất cả bạn, sau đó thì mình sẽ chốt cái event này xem là ai sẽ là người chiến thắng nhá anh em nhá. Rồi, cái gì đây? Anh làm úp đại tử kiểu QT Gaming đi á. Ok nhá. Được rồi, sau thì mình sẽ làm sau, nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình chưa có nghĩ ra được cái ý tưởng của QT Gaming là cái ý tưởng nào cơ. Tí nữa mình sẽ check xem QT Gaming làm cái gì hay thì mình sẽ fix lại nha anh em. Được chưa? Ok chưa? Mình phải fix lại hết cái của QT Gaming anh em ạ. QT Gaming hot lắm, hot hòn hòn luôn. Hot như là Alice luôn anh em ạ. Hot như là Anike luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thả nốt cho tất cả mọi người, sau đấy là mình sẽ chốt nha. Nhớ nha anh em là phải làm đủ các bước ấy. Khi mà anh em làm đủ các bước rồi ấy, thì nó sẽ hiển thị cho anh em một cái team. Và một cái team đấy ấy, có nghĩa là anh em đã giành chiến thắng rồi. Và nếu anh em không hiển thị cái team ấy thì mình sẽ bỏ qua tất cả anh em. Đó, nó đơn giản là như thế thôi. Nói chung là cái này là anh em phải làm đủ các bước. Nói là like đăng ký và thông báo. Đó. Đó, ok. Với cả là cái lượng like đấy thì mình cũng biết là cái lượng anh em đang muốn tham gia nhiều hay không ấy. Chứ nếu mà ít người quá thì mình sẽ nghỉ lại cái event này và mình chỉ ra video mà thôi. Đó, khá là buồn đúng không? Thôi không sao. Bây giờ mình sẽ pick a winner, smile cho người chiến thắng lại. Bạn này như bạn này là không được nhá. Đây, như bạn này thì là được rồi này. Seven 5 nhá. À, với cả là bây giờ chắc là mình sẽ giảm cái số tiền xuống nha anh em nhá. Tại vì mình sẽ chỉ tặng cho anh em mỗi người 20k thôi, tương đương với 84 triệu vàng nhá. Tại vì là số tiền của mình bây giờ cũng có hạn đấy. Chỉ có 20k thôi anh em ạ. Trước là 25k nhưng bây giờ chỉ có 20k thôi nha anh em nhá. Thì Seven 5 bạn qua khu 33 giúp mình nhá. Và chúc em tham gia event vui vẻ và may mắn nhá. Hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là BC Gaming đây. Và hôm nay thì mình quay trở lại một clip nữa nhá. Và đây thì hôm nay thì chưa trong game vội anh em ạ. Thì mình đang ở trên cái một cái driver anh em ạ. Cái Google driver ấy. Thì mình vừa mới có cái link tải của cái bản mod của anh Quái Ốc 97 ấy. Thì đây, thì bây giờ thì mình nói chung là cái link tải ấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận ấy. Nên là anh em cứ click vào đấy rồi anh em tải về thôi. Cái cách tải cho anh em ấy, khi mà anh em bấm vào cái link này ấy, là anh em nhớ nhá, là nhiều khi anh em sẽ không biết bấm ở đâu ấy, nhiều anh em không biết cách tải đâu. À, anh em cứ tưởng là ấn vào đây hoặc là ấn vào mấy cái này đúng không, nhưng mà không phải đâu. Anh em bấm vào nhìn bên tay phải nhá, để hướng dẫn cho những anh em là chưa biết thôi nhá. Nhìn bên tay phải này có cái nút tải xuống này đây. Đấy, bấm vào thôi anh em ạ. Vẫn tải xuống nhá. Anh em cứ click và bấm tải xuống này. Bây giờ mình sẽ ok save và phát là xong nhá. Và sau đấy là mình cài đặt, sau đó có nghĩa sau rồi mình vào và mình test, coi như là mình test các thứ luôn. Ở đây thì khi mà anh em không biết sử dụng ấy thì nó đã có sẵn cái hướng dẫn sử dụng cho tất cả anh em rồi. Thế nên là bây giờ thì anh em cùng cài đặt rồi vào chơi cùng mình nhá. Đây. Đây là cái phiên bản này. Đúng không? Đó, tải này, có ốc tiêu 957. Idol của mình đấy anh em. Đấy nhá. Mình sẽ cái này thì anh em kiểu như là nó đã hack speed các thứ rồi ấy, nên là nó không cần anh em phải sử dụng đến cái cheat energy luôn anh em ạ. Bình thường khi mà anh em chơi thì anh em sẽ sử dụng cái cheat energy đúng không? Và đấy thì bây giờ mình đăng nhập cái nick chính của mình vào, tuy nó cùi nhưng mà kiểu sử dụng cái độ uy tín của mình ấy. Và đây thì anh em nhớ nha, để vẫn để cái này nhá. Mình vẫn để cái này. Đó, mình vẫn để cái này ở đây nhá. Nhưng bây giờ mình đang hiện tại đang bị lag rồi anh em ạ. Không vào được. Thoát ra vào lại nhá. Cái này thì hình như là nó có max speed các thứ ấy, nó rất nhanh luôn. Và tí nữa thì nó có. Đây, ok mình vào được rồi anh em ạ. Ui. Tốc độ nhanh vãi, mượt vãi anh em ạ. Mình thấy mượt cực kỳ luôn ấy. Đây. Thấy không? Anh em thấy mượt không? Mà nó hỗ trợ cho tất cả anh em những, nói chung là anh em nó hỗ trợ cho tất cả anh em những cái như là buff các thứ ở những cái phiên bản mod hack ngày xưa ấy, như là game hub các thứ ấy. Đấy. Rất là phê và hỗ trợ cho anh em cả trên PC, hình như là bản này là PC đúng không? Còn mấy cái bản Android các thứ thì mình cũng không biết nhá. Không biết là anh em tải về anh có chơi được không ấy, nhưng mà mình cứ để cái link đấy thì anh em nào mà tải được ấy thì anh có thể chơi nhá. Mình tại vì là mình đang hiện tại mình đang test ở trên PC thôi. Và đây bây giờ mình sẽ vào xem cái hướng dẫn sử dụng nhá anh em nhá. Cái đây là map ID này.
map ID này thì là cái gì đây, danh sách map là Aruku 0 đùa Hakuku 1 cũng Cheku 2 là như nào hả anh em? Cái map này mình cũng không hiểu lắm này, cái map này mình chưa hiểu lắm này. Còn cái hướng dẫn sử dụng này, bấm A là tự đánh này, bấm B là mở danh sách bạn bè này, bấm C là sử dụng cấp le này. Đây, mình thử nhá. Ồ, có được đâu. À, bấm thôi anh em ạ. Ừ, anh em chỉ cần bấm thôi nhá, không phải bấm chat. Ừ, đúng rồi. Bấm B là thử, bấm B này, mở danh sách bạn bè này, bấm A này là tự đánh này. Ờ, đó, ok, bấm A lại tắt đi nhá. Ok, tự đó tắt nó off này. Bây giờ là G là giao dịch này. Không có G là gì? G là thêm quái vào danh sách này. Ơ, G, G là load map trái. À, ừ, K là load map giữa, L là load map phải, N là auto nhặt này. Đấy, hỗ trợ cho anh em rất là nhiều thứ luôn. T là bật tần sát này. Ok này, S là chuyển mục tiêu này. G là chat, giờ chat là vẫn bình thường thôi. X là menu map, X map này. Ui, ui, ngon vãi cả nồi ra anh em ạ. Đây anh em nhìn này, X này, xây ra này, làm plane này, nó tự chạy cho anh em luôn, khỏi phải chạy. Ui, cái phiên bản map hack này được của nó luôn anh em ạ, quá đẳng cấp luôn. F1 là mở tab hình trang này, F2 là mở tab đồ mục tiêu này. Đó, lệnh chat thì là đổi khu là gì đấy, KX đổi khu X, chat X đổi chat X là gì mình không hiểu lắm. S đây là gì, S xích gạch X, mình thử chat nhá. S xích gạch X là cái gì, chắc được anh em ạ, từ từ nhá. S S xích gạch X không được. Menu tự chuyển map xin đậu này, cái này xin đậu cho đậu thứ là auto bốp đậu khi đệ hết bồi được này. Go back khi sử dụng quái này, ghi chú này, chỉ cần để cải trang ra đắt trong hành trang là có thể teleport đến mục tiêu không cần mặc. Ui, kiểu như là bên như này nhá, anh em vẫn mặc cải trang bình thường như này đúng không, anh em mặc cải trang avatar VIP nhưng mà anh em có cái ra đắt trong hành trang này thôi là anh em đã có thể di chuyển thời rồi đây. Nhưng mà cái dịch chuyển thời này đã tích hợp quá cái gì. Đây, bây giờ thì mình sẽ thử kết bạn với một thằng, sau đấy là mình dịch chuyển từ thời qua xem có được không nhá, xem là ui được luôn anh em ạ, không cần kết bạn luôn. Nhìn này, ủa thế này ngon luôn rồi, nhìn nhá, mà nó hiển thị luôn cái chữ dịch chuyển từ thời luôn ở đây này, thấy không, nó hiển thị luôn chữ dịch chuyển từ thời, không cần phải kết bạn đấy, kiểu kết bạn xong rồi mới có chữ dịch chuyển từ thời ấy. Cũng khá là ok đấy. Ở đây thì nó hiển thị luôn cho anh em tất cả những người đang ở trong map luôn. Đây, ở bên tay phải này. Còn ở bên trên này thì là tất cả những cái con bot. Đó, nó xuất hiện. Ở đây thì ở bên tay trái thì là nó hiển thị cho tất cả anh em những cái mà anh em đang sử dụng. Đó, ví dụ như là mình đang bật auto nhặt. Đấy, là mình sẽ tắt N đi. Ơ, phải em nhỉ? Ờ, N thôi. Đấy, là mình tắt, là mình sẽ mất cái này nhá. Ok này, nếu bạn là 5X, khi bạn học skill liên hoàn rồi thì khi tàn sát mặc định bỏ qua đấm lên mon. Ui được, dấu gạch ngang ở dòng chat không phải cách tổ hợp phím ship trừ anh em đọc chữ dùng. Ok này, ok, cái phiên bản này thì cũng sẽ kiểu gì cũng sẽ có nhiều anh em hỏi mình là có cây lốc hay không, hoặc là chơi có bị admin khóa hay không ấy, thì mình theo như mình thông tin mình đọc được ấy thì là tất cả những cái gì ảnh hưởng đến game hoặc là kiểu như là lạm dụng vào game ấy hay là cái gì đấy ấy, thì anh còi đã không cho vào rồi, và những cái tình tiết đấy thì không thể nào admin mà có thể khóa nick của anh em hay là nói chung là anh còi thì mọi người biết rồi đúng không, đấy người đi đầu của cái học dòng online này rồi mà bây giờ gắn cây lốc vào thì nó còn như thế nào nữa hả anh em, nên là anh em thoải mái đi, mình đã đăng nhập cái nick chính của mình vào chưa là đã cho anh em biết là như thế nào rồi đúng không, là đã thể hiện cái ý mình muốn nói rồi đấy. Và cái cây lốc là không có này, với cả là cái thứ hai là hình theo như thông tin mình được biết ấy là chơi cái phiên bản này sẽ không bị admin khóa nick, bởi vì là một vài những cái lý do như là nói chung là tất cả những cái mà ảnh hưởng đến game ấy, trực tiếp đến game ấy thì anh coi đã bảo bên kỹ thuật là người ta không cho vào rồi, thế nên là tất cả anh em không phải lo về cái vấn đề đấy là có bị khóa nick hay không nhá. Mình nói chung là mình cũng không bảo đảm cho anh em đâu, nhưng mà mình thì mình chơi tại vì là phiên bản này cũng ok, hỗ trợ mình khá là ok. Bây giờ mình có cái phiên bản để úp lại thử rồi anh em ạ. Với cả là nó hỗ trợ cũng khá là tốt tất cả mọi thứ luôn, mình đỡ phải dùng cái BlueStack ấy. Ngày xưa thì mình dùng cái BlueStack hoặc là mấy cái phần mềm giả lập ấy,
thì mình mới tải được phiên bản hack về, sau đó mình chơi thôi. Nhưng mà ok rồi, bây giờ anh coi ra cái phiên bản này thì quá yên tâm và quá ok rồi anh em ạ. Mà lại còn chia sẻ miễn phí cho tất cả anh em nữa, nên là rất là yêu anh coi luôn. Và được rồi, thì tất cả mọi thứ thì mình link các thứ thì mình sẽ để ở bên dưới nhá. Link này thì là Full HD không che, nên tất cả anh em mà thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh và bấm cái chuông để video mới nhất nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau nhá. Nhớ nhá là link này là link Full HD không che 1080p luôn đấy. Nếu tất cả anh em mà muốn lấy ấy, thì nhớ là cho mình một like nhá. Rồi, đăng ký kênh, bấm một cái chuông nữa để giúp mình lên 19k sub sớm nhất nhá. Ok, cảm ơn em nhiều, bye anh em.